Vâng, em xin mến chào toàn thể các bác đã đến với video của kênh truyền thông Tuyên Vũ Audio. Thưa các bác, em nhận thấy rằng cái mức đầu tư của các vị khách tới audio chúng em ngày càng tăng và tăng mạnh trong thời gian gần đây. Có lẽ là vì kinh tế bây giờ rất là phát triển, đúng không ạ? Chúng ta làm ăn dễ dàng hơn và khi có kinh tế thì các bác sẽ bỏ ra nhiều thời gian cũng như là tiền bạc cho những cái bộ dàn karaoke gia đình nhà mình. Phía trước đây là chúng em đang ghép cho các bác một bộ dàn có giá là 42 triệu. Có thể nói đây là một bộ dàn cao cấp đó, phù hợp cho những cái bác có thu nhập tầm trung. Thì với cái bộ dàn karaoke này, đảm bảo các bác nó là hoàn hảo. Hoàn hảo về cái mặt thương hiệu này. Các sản phẩm ở đây đều đến từ các thương hiệu lớn. Hoàn hảo thứ hai đó là về mặt độ bền, cực kỳ bền với những cái sản phẩm chất lượng, linh kiện cao cấp đó. Bảo hành thì bảo hành dài hạn. Tiếp theo, cuối cùng đó là hoàn hảo về mặt chất âm. Khi có bộ dàn này để hát, để nghe nhạc hoặc thậm chí là xem phim thì các bác không cần phải để ý tới những cái sản phẩm khác để có thể là nâng cấp hoặc là thay đổi đâu ạ. Chúng ta không phải so sánh với dàn hàng xóm này hoặc là các dàn ở trên mạng vân vân. Dàn này thực sự rất hoàn hảo trong với giá 42 triệu. Và các bác mà muốn nó hay hơn thì em nghĩ là các bác phải bỏ ra một số tiền gấp đôi, gấp ba. Bởi vì khi đã đạt chuẩn âm thanh rồi, chúng ta phải mất rất nhiều tiền để đạt được điểm 10 đấy ạ. Bây giờ em sẽ giới thiệu cho các bác từng sản phẩm trên dàn combo của chúng ta. Combo này thì sẽ gồm 5 thiết bị: một đôi loa full bass 30, một mic, bộ mic không dây ạ, một vang số, một đẩy công suất và một trạm điện. Em sẽ đi từ đôi loa của chúng ta. Đôi loa đến từ thương hiệu CAF, thương hiệu đến từ Mỹ ạ. Các bác có thể truy cập caf-com, caf-caf.com để có thể biết thêm thông tin của hãng. Hãng này thì các bác nào mà làm chuyên nghiệp thì chắc là sẽ rõ nhiều hơn, bởi vì thương hiệu này lắp rất nhiều công trình, sự kiện ngoài trời cũng như là phòng hát, quán bar. Đây ạ, CAF các bác nhé. Em sẽ quay về mặt hậu này. Phía trước thì chúng ta nhìn rất hầm hố, khỏe khoắn rồi. Em sẽ quay cho bác về phần sau. Nó sẽ đầy đủ thông tin chi tiết từ nhà sản xuất hơn. Các bác thấy không ạ? Trở kháng 8 ôm. 8 ôm này thì các bác bảo là 4 ôm sẽ là loa cao cấp hơn, nhưng người ta thiết kế 8 ôm để các bác có thể là ghép nối song song. Nếu như các bác chơi chuyên nghiệp cần nhiều loa, còn gia đình thì chúng em chỉ cần ghép một đôi này trong cái không gian 40m2 đổ lại là rất là ok. Tiếng rất đầy đặn. Độ nhạy 97 decibel, các bác thấy cao không? Đó, rất là cao nên là không lo không gian rộng mà nó thiếu âm nhé. Độ phóng của âm rất là xa. Giải tần thì 58Hz đến 20kHz, rất là sâu, rất là trầm. Nhưng qua cái bộ này thì chúng em sẽ không sử dụng giải trầm của loa full. Chúng em sẽ thiết kế cắt cái giải trầm để cho nó ra loa trầm rồi, bởi vì chúng ta có loa trầm riêng rồi, phải không ạ? CF hãng cá heo, logo cá heo đây. Nhiều hàng nhái thì cái con cá heo này nhìn trông rất xấu các bạn, nhìn trông rất xấu. Nói vui vậy thôi. Đây là hàng chính hãng, bảo hành 1 năm, đến từ thương hiệu nhập khẩu AV Pro, tem bảo hành của công ty đấy ạ, AV Việt Nam. Mặt e căng rất chắc chắn, loa cao cấp mà, gỗ cũng là gỗ chất lượng cao, gỗ bạch dương. Cái này, cái loại gỗ này thì các bác không phải no ẩm mốc hoặc là nước vào đâu. Loa sự kiện. Mỗi thiết bị em sẽ review một chút, còn các bác muốn chi tiết hơn chúng em sẽ gửi từng video, chúng em giới thiệu kỹ về từng sản phẩm ở đây. Tiếp theo là mic sự kiện của Việt Ca, Vina KTV, thương hiệu đến từ Việt Nam. Thương hiệu này thì các bác có thể là biết qua những cái đầu hát karaoke chuyên nghiệp trên những, trong những cái quán hát. Còn đây là bộ mic của họ. Tem quét mã QR đầy đủ. Những cái sản phẩm chính hãng thì các bác yên tâm. Kể cả khi chúng ta gặp lỗi, nó rất là nhẹ nhàng, xử lý rất nhẹ nhàng và chính xác. Nếu mà các bác mua hàng bãi, sửa ở những cái quán điện tử nhỏ lẻ thì làm sao người ta đảm bảo cho bác về cái linh kiện đáp ứng được cái nhu cầu về chất âm. Linh kiện thì có thể là chạy được, lên điện,
chạy như bình thường nhưng làm sao mà hay được như cũ ạ. Villa KTV. Đó, màn hình rất là nét, tai mic thì rất là đẹp. Villa KTV thì mỗi thiết bị người ta đều dán tem dán mác đầy đủ cho bác. Các bác sẽ cào mã ở đây ra, quét bảo hành. Và bác nhìn cục nguồn ạ, có người ta đã dán tem vàng rồi đấy ạ. Rất là cẩn thận, thương hiệu Việt Nam này. Đó, 4 em tem cho cái độ xa bắt mic rất là xa. Còn mic thì độ thu mic, cái giải tần thu rất là rộng, 20Hz đến 20.000Hz. Và trên thế nữa, độ nhạy nó rất là cao. Khi các bác hát, có thể là để xa mic khỏi miệng một chút, bắt vẫn rất là tốt. Đó, lúc đó để chúng ta ngân những cái nốt cao đấy ạ, như ca sĩ luôn. Và đặc biệt, đó, trung tâm điều khiển của một bộ hát karaoke hay, một chiếc vang số ạ. Tiếng nhạc chạy qua đây không cần tinh chỉnh gì, rất trung thực, rất hay, rất nảy. Không, em cảm thấy nó không có độ nhiễu gì khi chúng em chơi nhạc qua chiếc vang số này. Còn nói về vang thì nó sẽ đảm nhận chính của nó là về chất âm. Khi chúng ta hát karaoke nó thêm phần hiệu ứng echo reverb thì rất là hay trên chiếc này. Chúng em cũng không cần tinh chỉnh nhiều đâu, mặc dù là vang số. Còn các bác muốn kỹ hơn, cẩn thận hơn thì trước khi gửi chúng em sẽ là setup cho các bác làm sao cho nó hoàn thiện, chất âm nó là hay nhất và cũng như là trùng hú nó tốt nhất. Bác hãy yên tâm về sản phẩm này, đến từ T Plus ạ, mã là X2000 Pro. Những sản phẩm này chúng em chuyên dùng cho sự kiện bởi vì giá thành nó cao là cái thứ nhất, và cũng như là nó tối ưu được cho nhiều loa, nó chất âm nó hay, đáp ứng được cho sự kiện. Còn các bác đang chơi gia đình thì thực sự là không phải lo. Tiếp theo, đẩy của CAF đó, cùng thương hiệu với đôi loa của chúng ta. Đẩy thường thường thì các bác cố gắng ghép cho nó phù hợp với loa nhất nhé, làm sao cho nó phù hợp về mặt công suất, nó đủ công suất để đánh căng. Cái thứ hai là cái mạch xử lý của em nó phải tốt, cái mạch khuếch đại phải tốt, khuếch đại mới trung thực, tiếng mới sáng mới hay được. Ở đây thì em này trang bị mạch Class D đó, cái độ khuếch đại của em nó rất là trung thực, 95%, nó sẽ khuếch đại trung thực hơn những cái mạch đang có trên thị trường, đặc biệt là mạch Class H hay hơn rất nhiều. Mã của em nó là King Pro này. Các núm chết áp bi rất mát ở trên này. Em này thì chạy kể cả bác chạy sự kiện cả ngày, đánh loa công suất lớn hơn, ví dụ như là loa bát 40, ở đây là chúng em đang bát 30, kể cả các bác đánh bát 40, đánh súp đi nữa thì em nó vẫn rất là ok, vẫn rất mát. Công suất là 800W một kênh, đẩy 2 kênh. 800W này mới chỉ là chế độ 8 ohm thôi, còn 4 ohm nó sẽ lên đến 1.100 đến 1.200. Tiếp theo, và một nhân vật em cũng rất thích, đó là chiếc chòm điện của chúng ta. Chòm điện đến từ thương hiệu Việt Nam, đó, không phải cứ Tây mà hay đâu ạ. Chiếc này đạt chuẩn châu Âu luôn. Đạt chuẩn châu Âu tức là sao? Đầu tiên nó phải đảm bảo về cái mặt sức khỏe. Chòm này nhá, các bác đánh cảm thấy không có một chút tiếng ù nào, không gây nên đau đầu nhức óc, kể cả khi bác nghe lâu. Đó là về mặt sức khỏe. Còn âm thanh thì thực sự rất là sâu, tiếng cảm giác cái khi các bác mở, kể cả là âm lượng nhỏ nhá, bát 30 thì thường là phải mở âm lượng lớn thì nó mới ra chất, nhưng riêng em này kể cả mở nhỏ, cái độ rung của tần số bát ấy, tần số sâu nó vẫn có, nó vẫn hay, nó vẫn cảm nhận được. Gỗ rất tốt, bề mặt thì các bác thấy không, đẹp, em thấy đẹp, đẹp hẳn luôn, đẹp hiện đại. Và bảo hành của em này lên đến 3 năm, tức là người ta đã rất là chắc chắn về cái linh kiện điện tử của người ta, nên là các bác yên tâm. Hàng điện tử thì thường là 1 năm, còn hàng bãi lỗi nhiều thì người ta chỉ dám bảo hành cho bác 1 tuần hoặc là 1 tháng là cùng. Đó, em chơi nhạc vào giới thiệu qua thế nó cũng rất là đầy đủ rồi không ạ, phải không ạ? Còn các bạn nào muốn chi tiết hơn hỏi ngay chúng em hoặc gọi ngay tới số 0978503822. Và bây giờ em sẽ cho to nhạc lên một chút để các bác test chất âm và các bác cùng thưởng thức cùng em nhé. Các bác hãy đeo tai nghe để có thể là nghe chi tiết hơn. Còn thực tế vẫn là tới tận cửa hàng chúng em, phải không ạ? Mong rằng được gặp các bác, ngồi cùng ngồi uống chè và thưởng thức.
một chút âm thanh tới từ dòng nhạc bolero, tiếng cực kỳ chi tiết, chép rất là sáng, là tơi, mít thì rất là ngọt. Và bây giờ em sẽ mở nhạc remix để cho những cái người trẻ này nghe nhạc mạnh để xem nó có phù hợp với nhiều thể loại nhạc không. Mời các bác cùng nghe một đoạn nhạc ngắn thôi ạ. Sự rất hay. Đó, mở nhạc không cần quá lớn, trầm rất là sâu và tiếng giọng hát thì vẫn nổi lên, không hề bị dính ba dải vì chúng ta đã sử dụng thêm một chiếc trầm cao cấp, loa cũng là loa cao cấp đó. Và bây giờ em sẽ test thêm một chút về cái phần chất mic cho các bác để cho video nó được đầy đủ hơn. Đó, em sẽ test chất mic nhé. Chiếc này em chưa cho pin. Ok. Alo, 1 2 3 4 5 6 7. 5 6 7. Em đang ngồi rất gần loa mà không hề có hiện tượng vú rít, tiếng vẫn rất là đầy đặn hay. Các bác thấy thế nào cái tiếng mic mọc của em nói đây? Để cho các bác phát biểu ạ, chưa thêm phần hiệu ứng vang nhạc. Tiếng rất sáng, rất rõ ràng và trung thực. Em sẽ tăng phần hiệu ứng lên để xem cái phần intro, phần effect. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiếng quậy và nó kéo đuôi, nó rất là hay, nó là mượt, nó định giọng lắm các bác. Như thế này thì chúng ta hát thì nó vừa trung thực này, nhận ra giọng chúng ta ngay mà nó có cái độ ngân nga, nó hay như ca sĩ luôn. Đây là cái bộ hát phải nói là chuyên nghiệp để dành cho ca sĩ rồi. Để các bác mà gia đình mà hát thì thực sự là tuyệt vời. Rồi, video của chúng em đến đây là cũng đã dài. Cảm ơn các bác. Còn các bác nào muốn sắm cho gia đình mình một bộ dàn cao cấp hay như thế này thì một lần nữa gọi cho chúng em 0978 503 822. Cảm ơn các bác đã đón xem video của kênh Truyền thông Tuyên Vũ. Và chào các bác.